Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, anh chị có thể thấy là một chiếc Hyundai Elantra. Đấy, phiên bản đây là phiên bản 1.6 AT bản đủ. Thì trong video này thì em sẽ review qua và báo giá cho anh chị chiếc Hyundai Elantra 1.6 AT. Chiếc xe này thì được sản xuất 2023 cho nên hiện tại bên em đang bán giá rất là tốt. Giá niêm yết của xe thì là 699 triệu. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang giảm cho quý khách hàng chỉ còn là 620 triệu, giảm khoảng 70 triệu. Quà tặng kèm theo xe là một bộ phim kích nhiệt này, bảo hành 15 này, trải sàn da, bọc vô lăng. Giá lăn bánh của chiếc xe này thì cũng rơi vào khoảng gần 700 triệu. Và hiện tại bên em có liên kết ngân hàng và có hỗ trợ trả góp tối đa là 8 năm với giá trị là 80% giá trị xe là tối đa. Và lãi suất rơi vào khoảng 6,2% một năm. Quy đổi ra tháng thì rơi vào khoảng 0,51% trên một tháng. Đó. Elantra thì có 4 phiên bản. Thì phổ thông nhất vẫn là Elantra bản 1.6 AT này. Thì phần đầu xe thì chúng ta sẽ có cụm đèn LED. Đây là kiểu chiếu projector. Đấy. Qua các thấu kính thì cho chùm sáng được hội tụ và rất là rõ nét. Đèn LED định vị ban ngày được thiết kế thể thao. Phần mặt cản trước thì được sơn bóng và có logo Hyundai định vị ở giữa. Phần nắp capo thì được dập nổi với 1, 2, 3, 4 đường dập nổi rất là thể thao và khỏe khoắn. Đến phần là la răng thì xe được trang bị với kích thước la răng đó là 16 inch. Có tích hợp cảm biến ASUX lốp và có hỗ trợ những cái công nghệ về hỗ trợ phanh an toàn như ABS này, chống bó cân bằng điện tử này. Rồi hỗ trợ phân phối lực phanh điện tử, phanh khẩn cấp BA và hệ thống cân bằng ổn định thân xe khi vào cua. Về phần xi nhan tích hợp trên gương, gương chỉnh điện, gập điện, tự động và có nút bấm tiện ích. Đến phần nội thất của xe đi ạ, thì xe được trang bị với tông màu nội thất là màu đen và trần kem thì với tông màu nội thất này. Và cái thiết kế nội thất này thì nó toát lên cái vẻ thể thao hiện đại. Và đặc biệt là khoang người lái thì được thiết kế ôm trọn. Đấy. Và điểm nhấn nhất vẫn là khoang người lái, cho cái cảm giác ghế thể thao và ôm bó sát người. Đó, một chiếc xe cá tính thể thao và trẻ trung. Đấy, phù hợp với những cái anh chị khoảng dưới 40 tuổi và có thể là mình yêu thể thao, yêu thời trang một chút. Loa của xe thì cũng được thiết kế rất là tỉ mỉ. Đó, loa là loa mạ bạc. Ở trên chiếc vô lăng bọc da bốn chấu này thì sẽ có những cái phím bấm như ga tự động, cruise control, gói dẫn tốc độ, rồi đàm thoại rảnh tay kết nối Apple CarPlay cho màn hình Apple CarPlay, Android Auto cho màn hình giải trí trung tâm với kích thước đó là 10,5 inch. À, màn hình digital, full digital của một chiếc màn hình đa thông tin này thì cũng là rất là sắc nét. Đó, hiển thị đầy đủ hết các thông tin. Đèn nổ từ xa được trang bị cho phiên bản 1.6 trở lên, 1.6 đặc biệt trở lên. Về phần điều hòa của xe thì được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập, có tích hợp lọc không khí ion, sạc không dây chuẩn quy, có cổng 12V, công suất 180W. Phanh tay điện tử thì được trang bị cho cả tất cả các phiên bản của Elantra, thưa quý anh chị. Đó. Phiên bản Elantra này thì cắt hết phần cửa sổ trời. Cửa sổ trời chỉ được trang bị trên phiên bản đó là 1.6 turbo, bản cao nhất thôi ạ. Đó, với cái khoang ngồi rất là rộng, anh chị có thể thoải mái. Phần đầu cũng rất là cao. Thường thường những chiếc sedan thì phần đầu nó sẽ bị giới hạn, nó sẽ không được cao, nhưng với chiếc Elantra này thì với những anh chị cao tầm khoảng 1m75, 1m8 thì trần vẫn là rất là thoải mái. Cùng đến phần hàng ghế thứ hai thì vì Elantra có một cái chiều dài cơ sở tốt cho nên là hàng ghế thứ hai của xe cũng rất là rộng. Đấy, cùng khám phá với em hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau này. Đó, độ ngả lưng ghế tốt này. Đấy, độ rộng thênh thang. Đó, anh chị có thể thấy là cái khoảng cách giữa hàng ghế rất là rộng. Những anh chị cao tầm 1m75, 1m8, thậm chí là hơn 1m8 ngồi rất là thoải mái, đầu rất là cao.
khoang hành khách đằng trước. Chúng ta thấy là thiết kế rất là đẹp, Elantra thế hệ này đã thay đổi và có cái thiết kế, nhưng chỉ tiếc là ghế đằng trước thì chưa được chỉnh điện thôi ạ. Trên phiên bản 2.0 thì mới được chỉnh điện ạ. À, phần đuôi xe thì được trang bị với cụm đèn LED, rồi có 4 cảm biến hỗ trợ và camera lùi hỗ trợ lùi vào đỗ xe. Và cốp xe rất là rộng. Đó. À, Elantra bản 1.6 này thì hiện tại bên em còn 2 màu trắng sẵn sàng giao ngay, thì quý anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để có thể sở hữu cho mình và tư vấn cho mình một chiếc xe trong một khúc xe hạng C. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.